Rồi, xin chào các em, lại là anh đây. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em vẽ cái quạt điện nha. Cái quạt điện để trong nhà. Quạt điện thì có rất nhiều loại quạt, có loại quạt hộp, có loại quạt bình thường, quạt bàn. Thì hôm nay anh hướng dẫn em vẽ cái quạt bàn nhé. Đầu tiên mình sẽ vẽ một cái hình vòng tròn. Cái vòng tròn nếu mà không quen thì vẽ nó hơi khó đấy, nhưng mà không lo, các em vẽ cái này các em có tẩy nè, tẩy đi được ngay rồi đấy. Anh vẽ xong một cái vòng tròn. Cái vòng tròn này sẽ là cái lòng quạt các em ạ. Mình sẽ chia làm 3 điểm đi, 3 điểm đây 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 đây. 3 điểm này làm gì? Để mình sẽ tô cái cánh, mình chấm một cái làm tâm đi. Đấy. Sau đấy mình sẽ xoay xoay vào cái tâm này để làm cánh. Rồi. Xoay. Xoay tiếp. Xoay tiếp. Rồi. Ba cái đây là ba cái cánh rồi. Tiếp theo nha, mình sẽ xoay tiếp này. Cái cánh thì cũng tương đối thôi, cũng không cần đẹp rồi. Vì các em nhỏ thì cũng chưa thể vẽ đẹp được. Rồi. Rồi. Đây. Đấy. Đấy là xong cái phần cánh của cái quạt. Tiếp theo là mình sẽ vẽ thân của cái quạt. Thân của cái quạt thì như thế nào? Thì sẽ có một hình trụ hướng xuống dưới nhé. Từ tâm của cái cánh ấy, mình sẽ vẽ một cái hình trụ hướng xuống dưới. Rồi, và hướng xuống dưới theo kiểu phình to ra. Phình ra. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ vẽ phần đế của cái quạt. Đế của cái quạt thì có hình, thường thì nó sẽ hình hình vuông các bạn ạ. Đây. Mình sẽ vẽ đế của cái quạt. Tên tên tên. Đấy, đấy là các em đã vẽ đế của cái quạt. Tức là để tạo cái độ dày cho cái quạt ấy. Tức là mình sẽ vẽ hình này nó hơi giống hình thang một chút, tạo một cái độ dày đế. Thì ở dưới này mình sẽ vẽ một cái ngang thế này. Rồi. Các em thấy độ dày chưa? Tức là trên cái hình thang đấy mình vẽ một cái đường song song ở một cái cạnh hình thang đấy. Tiếp theo mình sẽ vẽ mấy cái nút bấm. Nút bấm đây. Quạt thì thường có mấy cái nút bấm này. Thường là một nút bật tắt này. Nút số 1, 2, 3, 4 này. Rồi. Tương tự tạo độ dày thì mình cũng vẽ như thế này. Đơn giản thôi. Rồi. Rất đơn giản. Rồi, đấy là xong. Xong sơ bộ về cái quạt rồi đấy. Nhá. Nếu mà vẽ cái lòng quạt đi. Vẽ cái lòng quạt. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái lòng quạt nữa là xong. Tức là từ tâm của cái quạt này, mình sẽ vẽ tất cả những cái đường đi qua cái lòng quạt là được. Thực sự ra mà nói thì chính là cái công đoạn này mới là công đoạn mất nhiều thời gian nhất này. Nhưng mà không sao, để vẽ được cái quạt thì chúng ta phải vẽ cái phần này. Mất công một chút thì chúng ta vẫn phải làm thôi. Thấy chưa? Các em đã vẽ được một cái.
Rồi, bây giờ để cho cái quạt mà nó có phần sắc nét hơn ấy, thì rõ ràng chúng ta là cái đường viền của cái lồng quạt ấy mình phải tô đậm hơn thì cái quạt nhìn nó mới chuẩn, nó mới cứng cáp các bạn nhé. Đấy. Đây. À, bố đang hướng dẫn các em nhỏ vẽ cái quạt con ạ. Đấy, bố đã. Đúng rồi. Lớn lên rồi con sẽ biết vẽ con ạ. Ok, đã xong rồi. Như vậy là đã xong cái quạt. Chúc các em vẽ thành công.